món mới ở Sài Gòn, lạp xưởng nướng đá. Đá này là đá gì? Đá cuội, đá công nghiệp, đá granite, đá granite, đá hoa cương con ạ. À, ăn vào giàu thêm ấy, ăn vào vừa thông minh vừa giàu. Lật lên coi xem nào, có cái nào lật lên được không? Có cái nào lật lên không? Ừ, ăn ăn đi, không phải không? Rồi ông xin một cây đúng không? Một cây thôi, rồi ok. Đói gì mà đói? Người Sài Gòn nào sao có người đói? Có xiên đây này. Có xiên và có một cây thôi. Rồi, bao đấy rồi. Rồi, đang quay. Bỏ vô đi đi. Đang quay. Về lốc. Làm chín nhâm ngọn nha. Có cây không? Không cây. Bao đâu đây? Cảm ơn cô nha. Rồi, ok. Gặp ông Hoài. Đó, đi quay tôi đi đó. Quay đâu? YouTube ông này nổi tiếng lắm. Ông này hôm trước bán bánh đồng xu này. Tí trả tiền. Hôm này bán bánh đồng xu ạ? Ừ, ông mua bánh đồng xu ông này đây. Bữa nay ông đổi nghề đang lạp xưởng bánh đá. Món mới Sài Gòn, lạp xưởng nướng đá. Trả tiền quảng cáo tôi nhá. Quê YouTube đây ông bán bánh đồng xu. Bán bánh đồng xu nay đổi đi bán lạp xưởng, không thì bán kem dừa. Bữa nào tuần sau bán kem dừa qua chị nhá. Lại ra kem dừa. Cái 20 à? Lấy mấy cây ạ? Cái 20. Bao ăn luôn lạp xưởng. Ủa chứ đó thằng biết chứ đâu rồi. Trời ơi đi lung tung nhé. Anh xin 3 cái. Ôi ơi đừng có chấm. Không chấm thì bỏ ra. Ăn một. Lấy cái chín vào cho chú. Cái nào chín thì em mới lấy. Đây ông này mặc áo Việt Nam. Sao có đài truyền hình VTC hả? Sao có mặc áo Việt Nam ấy? Đi du lịch về VTC. À. Thấy ông đi ở ngoài kia. Ba cái 60 anh à? 60 hay 70? 60. Người nào cũng giống nhau. Người Việt, người khai nước ngoài cũng giống nhau. Anh cũng không phải người Việt à? Anh người Thái hả? Người Việt đấy. Người bên Thái Lan sang du lịch. Trả lại đi. Từ 100. Ý là anh ở bên Thái về đây gì? Tầm 100 không trả lại 40. Ơi. Ừ. Quay con ăn kia nào. Ơi. Ngon thế. Suýt xoa đây chị. Môi nó bóng này chị. Ôi. Cắn đi. Cắn vào miếng này. Ôi giời ơi, môi nó bóng nhảy này. Sao là xem cái miếng lạp xưởng bên trong có gì không? Bóng nhảy như cái đôi môi của Phúc luôn. Lạp xưởng bên đá. Món mới Sài Gòn. Cái xúc xích trên lạp xưởng thì hả? À, cái này, cái xúc này lạp xưởng. Xúc xích thì ăn lại không ngon. Lạp xưởng là cái đỏ đỏ đấy á. Ăn nó sật sật. Cái mà người ta treo đỏ đỏ, đỏ dây không, á. Không, cái lạp xưởng kia là khác. Con này lạp xưởng này giống xúc xích quá. Xúc xích cho ăn ngon mà được không? À, vừa giờ mua cá viên chiên của thằng kia, nó chém thằng bé 60, ăn tôi ăn miếng mà kiểu giống như là nó không chín hay sao, hay đồ bỏ thì rõ luôn đi. Cá viên người tốt thế này, thế mà gặp lúc rồi vừa bán phó bông xong rồi thấy không thấy có ai, nó đói mà quay lại thì đã thấy bán quá trời bán rồi. 20 chị ơi. Bán 1000 cây là ngon nhỉ? Hả? Bây giờ bán chậm rồi chị ơi. Thì hai nhiều cô. Cái này thịt heo hay bò? Heo. Cá viên chiên 90.000.